ngày lại càng có cái xu hướng là ôm đồm, tích lũy, dính mắc và tiêu thụ nhiều hơn. Thành ra khi mà chúng ta bị cái bệnh ung thư ruột già, ung thư trực tràng mà chúng ta chỉ trị về cái bệnh của nó không thôi, mà mình không thấy được cái nguyên nhân sâu xa hơn, cái ảnh hưởng lớn hơn, thì không cách nào mình trị được tiệt cái bệnh đó cả. Donc la fonction du gros intestin dans son ensemble est d'excréter, d'évacuer, rejeter à l'extérieur. Alors que la tendance actuelle est de consommer, est d'accumuler, et de garder, et non seulement garder les produits physiques, les aliments grossiers et physiques, mais dans notre esprit, dans notre conscience, nous avons aussi cette fâcheuse habitude de vouloir garder, de vouloir accaparer, de vouloir s'enrichir, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir le maximum de choses, de produits en nous. Donc si nous voulons traiter, par exemple, un cancer du côlon ou des intestins, mais si nous ne transformons pas notre façon de réfléchir, de penser, d'accumuler, de tasser, de consommer, au niveau psychique, je parle, nous ne pourrons jamais traiter, arriver à bout, par exemple, du cancer du côlon. Même si nous faisons toutes sortes de traitements, toutes sortes de traitements, nous ne pourrons jamais guérir totalement cette pathologie, puisque la cause, elle est beaucoup plus profonde et subtile. Cái ví dụ thứ hai là chúng ta thấy cái tình trạng ung thư vú càng ngày càng gia tăng ở phụ nữ. Parallèlement, pour les cancers du sein chez les femmes. Thì như vậy chúng ta biết rằng chức năng của cái vú của người phụ nữ căn bản là làm gì? Để nuôi dưỡng. Đấy là chức năng căn bản nhất là để nuôi dưỡng. Thành ra khi mà mình trị một cái bệnh ung thư vú mà mình chỉ trị tại chỗ đó mà mình không chuyển hóa được cái nhận thức hay cái tâm thức của mình. Quý vị thấy tất cả những người phụ nữ nào mà có con đều đặn, có con sớm và cho con bú sữa mẹ, thì như vậy những người đó là những người có xác suất ung thư vú thấp nhất. Ngược lại, những người nào mà sợ không dám có con, sử dụng thuốc ngừa thai, những người nào có con thưa, có con trễ, có con ít hay là không cho con bú sữa mẹ, là những người đó có xác suất ung thư vú cao. Đúng không? Pour le cancer du sein, il y a de plus en plus de cancers du sein. Mais pourquoi de plus en plus de cancers du sein? Quelle est la fonction primordiale d'un sein? En fait, c'est pour nourrir. C'est pour nourrir l'enfant, son enfant. C'est pour donner de la nourriture. Donc c'est pour faire sortir des substances de son corps, de ses seins. Donc si nous observons, si nous faisons des statistiques concernant les cancers du sein, nous allons voir que la plupart des femmes atteintes sont des femmes qui n'ont soit pas d'enfants, soit peu d'enfants, soit des enfants tardivement, ou qui ont pris des contraceptifs durant leur vie pour diminuer, pour arrêter, pour limiter les naissances. Et des femmes qui, par souci de pratique ou pour d'autres, qui ne donnent pas le sein, qui ne nourrit pas l'enfant. Thì đó là mình mới nhìn ở bên trong tự thân của mình và trong cái gia đình của mình. Nếu mình nhìn rộng hơn ra tí xíu cũng vậy, tức là cái chức năng đó là chức năng nuôi dưỡng. Và nó nếu những người nào mà cái đời sống của mình ích kỷ, nhỏ hẹp, cái tâm thức của mình nó tù túng, nó bế tắc, thì những người đó cũng vậy, tức là
cái xác suất, cái tỷ lệ bị ung thư vú nó cao hơn. Thành ra mình phải làm sao mình tập chuyển cái tâm thức của mình, mở rộng ra, mình biết take care, mình biết chăm sóc những người khác, mình biết nuôi dưỡng những người khác, mình biết nuôi dưỡng những cái tâm thức, những cái hoài bão tốt đẹp, vân vân. Thì đó là cái thực sự chúng ta cần phải nhìn thấy để mà chuyển và để mà trị bệnh, chứ không phải chỉ trị trên cái phần thân vật lý của mình không mà thôi. Chez des personnes atteintes de cancer du sein, souvent ce sont des personnes qui sont enfermées, qui sont fermées, ils ont un esprit fermé, elles ne sont pas ouvertes, elles ne sont pas, elles n'ont pas la générosité, elles n'ont pas la notion de partage, de don, de donner, de pas cette ouverture du cœur et d'esprit pour donner, pour partager, pour donner de son temps, ou donner de son énergie, ou donner les nécessités physiques, matérielles aussi. Donc c'est chez ces personnes-là, comme elles gardent tout au niveau psychologique, c'est une accumulation, on enferme, on garde, on a tendance à garder les choses en nous. Et chez ces personnes-là, le pourcentage d'atteinte par le cancer du sein est élevé. Chúng ta không còn thời gian, thành ra mình đến cuối khóa tu, nếu chúng ta còn thời gian thì chúng ta sẽ đi tiếp tục thêm cái phần này, bởi vì đây cũng là một cái chủ đề rất là lớn. Bây giờ mình tiếp tục cái câu hỏi kế tiếp. Cái câu hỏi kế tiếp là ở gia đình vẫn còn sử dụng microwave để hâm thức ăn và có khi nấu, xin thầy giải thích cái hại khi dùng nó. Thì thưa quý vị, tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều có hai mặt cả. Tất cả các pháp nó đều có hai mặt cả. Thành ra nếu mà chúng ta đặt tên cho nó gọi là lợi hay hại thì đó cũng là do cái tâm thức của mình. Chứ còn thực sự bản thân của nó hay là bản chất của nó không nói lên cái lợi hay cái hại gì cả, mà nó luôn luôn có hai mặt ngược nhau để nó cân bằng cho nhau. Đó là quy luật của vũ trụ. Une autre question. Nous utilisons toujours des micro-ondes chez nous, soit pour réchauffer, soit pour la cuisson des aliments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer est-ce que c'est encore bien d'utiliser les micro-ondes, ou expliquer le côté néfaste ou positif, pratique des micro-ondes. Bien sûr, tous les phénomènes, nous avons vu, tous les phénomènes, tous les lois ont un double aspect. Ce n'est jamais absolument bon et absolument mauvais. Tout dépend de notre esprit et de l'utilisation, en fait, de notre utilisation, de notre compréhension du phénomène ou de la loi. D'autres utilisations des conséquences de la compréhension de ce phénomène. Thành ra chúng ta thấy rằng cái căn bản của vũ trụ là những cái năng lượng, là những cái sóng năng lượng trong vũ trụ. Bản thân nó cũng đã nói lên rất rõ, tức là nó có chiều lên thì nó có chiều xuống, theo mình tầm gọi là nó có chiều dương, nó có chiều âm. Nó có qua bên phải thì nó có qua bên trái. Tức là ngay cái căn bản nhất của vũ trụ nó đã biểu hiện lên cái tính chất đó rồi. Thành ra không có một cái pháp nào trong vũ trụ này mà không có hai mặt cả. Thành ra bây giờ chúng ta nhìn tới cái mặt phải và mặt trái, hay là nói đúng hơn là chúng ta nhìn tới mặt thứ nhất và mặt thứ hai của cái microwave này. La plus petite unité énergétique de l'univers est représentée.
ici, c'est-à-dire c'est une onde vibratoire, et cette toute petite unité de base de l'univers, ce sont des ondes vibratoires. Et si nous observons ces ondes, nous allons voir qu'il y a deux aspects. Il y a une partie qui monte, il y a une partie qui descend. La partie qui monte, on peut l'appeler le yang, la partie yang. La partie qui descend, c'est la partie yin. Il y a un côté, c'est symétrique, il y a un côté gauche, un côté droit. Donc vous voyez que la plus petite unité de base énergétique, déjà, montre qu'il y a toujours deux aspects. Thì như vậy chúng ta thấy cái mặt thứ nhất của nó là gì? Cái microwave này ta sử dụng một cái sóng năng lượng rất, với cái bước sóng rất là ngắn. Bước sóng ngắn thành ra cái năng lượng của nó rất là mạnh. Chính vì vậy chúng ta nấu thời gian rất là ngắn. Thấy không? Donc le micro-ondes, c'est le principe du micro-ondes. C'est d'utiliser l'énergie vibratoire, les ondes, pour transformer les aliments. Ces ondes ont une... comment vous expliquer? Parce qu'en chimie, dans la physique, de l'amplitude très faible, donc une énergie très très forte. Donc je m'excuse devant les physiciens. Donc ces ondes ont une amplitude faible, donc une énergie très puissante pour transformer. Thành ra chúng ta thấy thứ nhất là khi mà cái thời gian của mình nấu nó ngắn lại, thấy không? Thì tương tự cái mặt trái của nó, cái mặt ngược lại của nó, tức là mình tiết kiệm được cái thời gian, cái gì, tức là kéo thời gian ngắn lại, thì về cái mặt ngược lại của nó, tức là thời gian sống của mỗi tế bào của mình nó sẽ ngắn lại, thời gian sinh trưởng của mỗi tế bào của mình nó ngắn lại, và đó là gì? Đó là tình trạng của tế bào ung thư phát triển. Thấy chưa? Thời gian bên này ngắn lại, tức là tuổi thọ của mình cũng ngắn lại, tức là mình ra đi sớm. Thành ra mình chỉ thấy một mặt, mình không thấy cái mặt kia. Le micro-ondes permet de gagner du temps, puisque la cuisson est très rapide. On gagne en temps de cuisson. Ça veut dire que la durée de vie de la cellule, de l'aliment est très courte. La vitesse, comment dire, si nous consommons des aliments transformés dans un micro-ondes qui a subi un temps de cuisson très très court, va donner chez nous, chez l'être humain, une vie, une durée de vie qui est proportionnelle au temps de cuisson. Ça veut dire que ça va raccourcir notre vie, ça va réduire notre vie, puisque nous réduisons le temps de cuisson, et ce temps de cuisson est proportionnel au temps à la durée de vie de notre vie. Thì cũng vì cái bước sóng của nó ngắn như vậy, cái năng lượng của nó rất là mạnh. Thành nhờ cái năng lượng mạnh như vậy, thành ra mình mới nấu nhanh. Thành ra chúng ta thấy khi mà cái năng lượng mạnh nó tác động vào một cái vật thể, thấy không? Thì mình lấy cái ví dụ, tức là khi mình tác động một cái lực mạnh vào một vật thể thì một cái lực ngược chiều trở lại sẽ mạnh y chang như vậy, tức là nó sẽ làm phá vỡ, nó sẽ tấn công. Và tấn công trước thế là gì? Tức là nó phá vỡ tất cả những cái cấu trúc tế bào ngay trong cái thức ăn của mình, và từ đó thì chúng ta đưa vào trong cơ thể mình, nó phá vỡ hết tất cả cấu trúc tế bào trong cơ thể của mình. Donc, nous voyons que une énergie aussi puissante dégagée au niveau du micro-ondes, cette énergie aussi puissante va être captée par les cellules de l'aliment qui les reçoivent.
mais par réaction, si une chose reçoit une énergie violente, une énergie puissante, et par réaction, elle va retransmettre, elle va redonner en nous cette énergie aussi violente et aussi puissante qui va bien sûr détruire nos cellules humaines à nous, aux personnes qui consomment les aliments qui ont reçu cette énergie violente. Thì mình thấy đây là cái cấu trúc được chụp dưới kính hiển vi điện tử để cho chúng ta thấy rằng đây là cái cấu trúc căn bản của phân tử nước trong thực phẩm của mình nói riêng và trong con người mình hay là trong vũ trụ nói chung. Tức là nó sẽ tròn trịa, nó sẽ thông thoáng, nó sẽ ngay ngắn, nó sẽ cân đối. Nhưng mà khi mình đưa cái sóng microwave vào thì nó phá tan tành hết, nó phá hết. Và chúng ta biết rằng thực phẩm của chúng ta chứa đại đa số là nước, phải không? Và trong con người của chúng ta cũng vậy, đại đa số là nước. Thành ra cái từ trường này nó ô nhiễm phá vỡ hết cấu trúc tế bào bên trong thực phẩm chúng ta. Mà khi nó vào cơ thể chúng ta nó cũng sẽ phá vỡ hết tất cả những cấu trúc tế bào. Thành ra tế bào của chúng ta nó bị biến dạng, và nó sẽ phát triển nhanh. Thành ra đó là cái tình trạng của ung thư ngày nay. Sur l'image précédente, nous avons vu que les molécules d'eau à l'état normal ce sont des cristaux arrondis. La structure de l'eau à l'état normal est ronde, est arrondie et harmonieuse. Alors que l'eau qui se trouve dans les aliments transformés par le micro-ondes est complètement défigurée, complètement détruite. Et comme nous savons que les aliments possèdent une grande quantité d'eau, un grand volume d'eau dans les aliments, mais dans notre constitution aussi, nous sommes formés d'un grand pourcentage d'eau. Donc cette eau complètement détruite, défigurée, transformée, une fois absorbée, va produire le même effet dans notre corps. Thành ra đời sống chỉ là một cái sự chọn lựa. Thứ nhất là chúng ta cần phải nhìn thấy tất cả các pháp một cách trọn vẹn, đừng có như người mù sờ voi. Và kế đến thứ hai là chúng ta phải chọn lựa như thế nào để đem lại cái sự cân bằng và tốt đẹp nhất cho chúng ta. Quand nous observons un phénomène, il faut voir les deux aspects de ce phénomène, par exemple le micro-ondes. L'aspect gagne temps, réduire vitesse de cuisson, mais il faut aussi voir l'autre aspect du micro-ondes, c'est-à-dire la transformation que l'énergie du micro-ondes va avoir sur les aliments. Donc il faut toujours chercher à comprendre les deux facettes d'un même phénomène. Et bien sûr, faire le choix en toute conscience. Rồi, câu hỏi kế tiếp. Dĩ nhiên cái này nó sẽ không nhiều vấn đề lắm, nhưng mà chúng ta chỉ trả lời tới đó thôi. Bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là một bệnh nhân có cái sự khó chịu trong cổ họng nhưng không xuất hiện thường xuyên. Khi nuốt nước bọt có cảm tưởng cái gì đó vướng trong cổ, hay bị đau khi nuốt nước bọt, hay khi ăn cơm, ăn canh và mề, đêm ngủ thì thường phát hiện. Đi khám bác sĩ tai mũi họng thì không tìm ra bệnh và các cháu uống magnesium vì bị cơ bắp co thấp. Sau đó 2 tuần lễ thì bệnh biến mất. Hiện nay nó trở lại nhưng chỉ làm khó chịu một chút rồi mất. Bệnh nhân này mọi người hay ca hát, có liên hệ gì hay không?
C'est trop drôle. Voilà une question concernant une gêne au niveau pharynx et gorge. La question se pose, la personne ressent une gêne au niveau de sa gorge, surtout et traité par magnésium, mais la gêne, ça se ressent surtout au niveau de la déglutition, c'est ça, quand il avale des aliments ou sa salive, il ressent une sorte de gêne. Et il a été traité par le magnésium, mais ça part et ça revient. Donc le traitement fait des effets, c'est-à-dire que les symptômes disparaissent et puis ils reviennent. May mắn là cái câu hỏi này đã có sẵn câu trả lời rồi. Mais c'est une il faut ajouter aussi que c'est quelqu'un qui aime chanter. Và thật ra cái cách chẩn đoán và điều trị nó cũng đã hơi rõ rồi. Tức là chúng ta biết rằng tất cả những người ta gọi là nghề và nghiệp, đó, nghề và nghiệp, tức là mỗi một cái nghề mình sẽ làm và nó tác động lên, nó huân tập liên tục, thành ra nó tạo cái nghiệp nhưng không có chi cả, thành ra người ta gọi là bệnh nghề nghiệp là như vậy. On dit que notre travail, notre profession, notre travail la fréquence, par répétition, par la fréquence, par le temps, va avoir une influence sur notre karma. C'est bien le karma, hein? Et donc, comme c'est une chanteuse, la réponse, elle est simple. C'est une maladie qui est produite par sa profession. Donc, c'est une maladie professionnelle. Thầy đây không phải là ca sĩ, là thích hát, chứ không phải là ca sĩ. Thì nó đỡ hơn một tí xíu thôi nha. Nó đỡ hơn tất cả những người làm cái nghề phải nói nha. Dĩ nhiên thì mình phải nói nhiều dĩ nhiên tại vì sao? Tại vì cuốn họng của mình nó có ba cái. Thứ nhất là nó làm cái nhiệm vụ đưa thức ăn, đó, nó làm cái nhiệm vụ đưa thức ăn thức uống. Thứ hai nó làm cái nhiệm vụ đưa cái dưỡng khí đó. Và cái thứ ba nó làm cái nhiệm vụ kiểm soát ha. Đây là cái cửa ngõ mà, đây là cái cửa khẩu, cái biên giới, cái đồn biên phòng ở đây, thành đó là ba cái nhiệm vụ nó làm căn bản nhất. Thành ra nếu như bất cứ một cái nghề, bất cứ một cái sự làm việc gì mà mình làm cho nó bị vượt quá cái ngưỡng của nó thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Nói nhiều, ăn nhiều, thở nhiều, hoạt động nhiều, vân vân, tức là đều bị ảnh hưởng ngay cái phần cổ họng này hết cả. La gorge c'est une voie, c'est la voie d'ingestion, d'absorption des aliments, c'est la voie de pénétration de l'énergie aussi, et c'est la barrière qui contrôle l'énergie c'est le poste qui surveille le corps, la pénétration en fait de tout objet extérieur dans le corps. Vous voyez que c'est quand même un poste important, et si nous l'utilisons beaucoup, de façon excessive, si nous parlons beaucoup, si nous consommons beaucoup, si nous mangeons beaucoup, ça va fatiguer, ça va réduire la capacité de cet organe. Tout simplement, ça va fatiguer cet organe. Même si ce n'est pas une chanteuse professionnelle, comme, mais c'est sûrement quelqu'un qui aime chanter, qui aime parler, qui aime manger, qui aime tout.
de façon excessive. Donc, tout excès est mauvais. Thành ra khi mà mình giữ nó điều độ, và đặc biệt là chẳng hạn như chúng ta thấy cũng trong cái sử dụng nó, nhưng mà mình sử dụng nó một cách đều đặn, bình ổn thì nó khác. Còn những cái người, tức là chẳng hạn như những người ca sĩ hay là những cái người nào mà người ta tập luyện giọng, tức là ta phải lên thì cao xuống thì thấp, tức là nó đi ra hai cái thái cực, tức là nó làm nó bị stress quá, thì nó sẽ bị ảnh hưởng mạnh hơn và nhiều hơn. Bien sûr, l'utilisation normale ne peut pas provoquer ces genres de pathologies, mais la normalité dépend de chaque individu aussi. L'utilisation normale veut dire il ne faut pas dépasser les limites de son corps. Ici, il prend l'exemple de la personne qui chante beaucoup, qui parle beaucoup, ou qui s'entraîne beaucoup, hein, puisqu'elle doit, en s'entraînant, on stresse sa gorge. Hein, il faut faire vibrer, il faut élever la voix, il faut diminuer, il y a des tons, il y a toutes sortes de règles qui doivent sûrement stresser cet organe. Et donc l'organe, au bout d'un certain temps, se fatigue. Và dĩ nhiên là không phải một mình bản thân nó tạo nên cái đó, nhưng có thể đó là cái nguyên nhân chính. Ngoài ra chế độ ăn uống mình không đầy đủ những cái dưỡng chất, không đầy đủ muối khoáng, chẳng hạn như magnesium trong trường hợp này, hay là kẽm, và cái tinh thần của mình bị căng thẳng quá, lo lắng quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý đó. De parler de maladies professionnelles, c'est-à-dire créées par nos habitudes répétitives au niveau professionnel, mais ça peut provenir aussi d'une mauvaise alimentation et aussi, si on cherche plus loin, peut-être d'une tension au niveau psychologique aussi. Cái câu hỏi kế tiếp là giấm cũng axit dùng để tẩy rửa ống, axit trong trường hợp này thì tốt. Thám khí CO2 nếu không điều tiết tốt cộng với nước có thể biến thành axit carbonic, môi trường axit này lại không tốt. Giải thích làm sao khi môi trường axit khi tốt khi xấu. L'acide, le vinaigre, c'est bon pour nettoyer les choses, donc c'est un bon détartrant. Ensuite, si on l'additionne avec le gaz carbonique, avec le CO2, ça devient un gaz carbonique, et donc c'est pas bon. Comment expliquer que l'acide pourrait être bon d'une part et mauvais d'autre part? Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta giải quyết cái câu thứ nhất trước, tức là giấm, chữ giấm. Thì cái chữ giấm ở đây mình cũng bị dính mắc rất là nhiều. Bây giờ thứ nhất là giấm, bây giờ mình sử dụng cái tên của nó, cái tên khoa học là acid, acidic, phải không? Thì như vậy, cũng cái tên đó và cấu trúc hóa học nó cũng giống nhau, nhưng mà hiện nay chúng ta có bao nhiêu loại giấm? Tối thiểu là 7 cho tới 10 loại giấm khác nhau, thấy không? Thì như vậy mỗi một cái loại giấm, dược tính của nó, tác động của nó và phản ứng phụ của nó đều hoàn toàn khác nhau hết cả, điều đó ai cũng biết. Nous recoupons sous l'appellation de vinaigre toutes sortes de vinaigres différents, en fait. Le vinaigre... Bon, le vinaigre, sa formule chimique, c'est de l'acide acétique. Et on sait qu'il existe au moins entre 7 et 10 types d'acides acétiques différents.
Et chaque mode d'action de chaque acide acétique est différent également. Thành ra chúng ta mới thấy rằng cái sự dính mắc của mình đó, tức là khi cái tâm của mình bị kẹt vào từ ngữ nha, và cái sự khiếm khuyết của mình trong cái nhận thức của mình nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Đây là một cái ví dụ thôi. En fait, nous, encore une fois, c'est une mauvaise, en fait, c'est une interprétation ou une incompréhension du mot vinaigre, en fait, puisqu'on nous venons de voir que vinaigre, tout simplement, veut dire acide acétique, mais en fait, il n'y a pas qu'une seule sorte de vinaigre. Il y a différentes sortes de vinaigre qui proviennent de différentes origines. Donc, les propriétés de chaque vinaigre et le pourcentage d'acide acétique dans chaque vinaigre est complètement différent. Et c'est nous que nous nous attachons à ce mot vinaigre, donc c'est de l'acide acétique. Mais en fait, il faut voir en subtilité, il faut analyser le vinaigre que nous prenons. En fait, le vinaigre, c'est un mot générique, je dirais, qui ne veut rien dire. En fait, il faut dire vinaigre de quelque chose. Il faut préciser vinaigre de quelque chose, d'où la composition est complètement différente. Ça n'a rien à voir le vinaigre de pomme, le vinaigre de cidre, le vinaigre balsamique, le vinaigre de vin blanc, etc. Ça n'a pas du tout les mêmes propriétés et les mêmes fonctions, bien sûr. Thành ra từ cái đó, từ cái giải thích đó chúng ta đã thấy rất là rõ cái tác dụng tích cực của cái giống chúng ta sử dụng, đặc biệt là cái giống táo so với tất cả những loại giống khác, hay là so với cái acid carbonic trong cái câu hỏi này. Nous utilisons du vinaigre de pomme. Et le vinaigre de pomme est un vinaigre déjà qui est différent des autres vinaigres, sans entrer dans les détails. Et le vinaigre de pomme est différent de l'acide carbonique dont est questionné notre ami vient de nous questionner. Ça n'a rien à voir. Và ngay cả cái giống acetic, tức là cái giống táo mình sử dụng hay là bất cứ một cái chất liệu gì cũng vậy, nếu chúng ta sử dụng không đúng cách, tức là không đúng lúc, không đúng thời, thì nó cũng có thể gây tổn hại hay là nó có thể đem lại lợi lạc, chứ không phải là bản thân nó luôn luôn là tốt hay là xấu. Le vinaigre de pomme, de par sa nature, il n'est ni bon ni mauvais. C'est son utilisation de façon adéquate, le moment de l'utilisation, la quantité d'utilisation, le dosage, etc., sans entrer dans les détails. Donc son utilisation adéquate change absolument tout et ne répond pas à l'acide, à la propriété acide acétique dans le vinaigre. Lấy ví dụ như cũng cái giống táo này mà khi chúng ta sử dụng lúc bụng đói, nó hoàn toàn khác với bức bụng no lưng lửng hay là no vừa phải, và nó hoàn toàn khác với khi chúng ta có một cái bụng thịt đầy chướng. Thì cái này chúng ta sẽ giải thích sau, và chúng ta vận dụng thêm những cái ví dụ khác trong đời sống hàng ngày của mình. Nhưng ở đây thì nói cho chúng ta biết rằng cũng cái giống táo đó mà chúng ta sử dụng ở mỗi cái thời điểm khác nhau thì tác dụng của nó hoàn toàn khác nhau. Donc ce vinaigre de pomme utilisé à des moments différents, à des concentrations différentes,
dans des états différents de remplissage de notre estomac, par exemple utilisé dans un estomac complètement vide ou introduit dans un estomac à moitié vide, ou moyennement vide ou complètement plein, ne va pas du tout donner le même résultat. Rồi, bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là khi nằm ngủ, nằm ván và nằm đệm khác biệt như thế nào? Xin thầy chỉ cho biết. Quand on se couche sur un matelas ou sur une surface plus ou moins mousse, plus ou moins dur. Quelle est la différence entre ces différents... la différence de consistance de la surface sur laquelle nous allongeons. Thưa quý vị, con người của chúng ta, con người của chúng ta thì... nó rất là đặc biệt. Trong con người của mình á, thì tạo hóa đã cho nó có một cái cấu trúc rất là phù hợp với cái con đường di chuyển của năng lượng vũ trụ. Quý vị nhìn thấy tại sao trong con người của chúng ta tất cả những cái xương khác nó là một cái xương dài, xương thẳng, nhưng mà cái cột sống của mình thì nó lại không phải như vậy. Nó là sự kết hợp của 33 đốt sống lại với nhau. Và tại sao nó không nằm thành hình cong như móng ngựa, nó không nằm thẳng, nó không nằm chiều xoắn, nó không nằm chiều cong, mà trước hết nó phải nằm theo đúng cái chiều cong dẫn sóng như cái con đường đi của sóng năng lượng vũ trụ. La nature nous a doté d'une structure squelettique, surtout au niveau de la colonne vertébrale, d'une structure qui est complètement en analogie avec les courbes sinusoïdales que nous venons de voir de la vibration énergétique. Cette colonne vertébrale ne ressemble pas à d'autres os dans le corps. Les autres os sont allongés, sont arrondis, sont courts, sont longs. Mais la colonne vertébrale comporte 33 vertèbres reliées de telle manière qu'il y a plusieurs sillons qui ressemblent à la vibration énergétique. C'est la vague. Qui a une forme de vague, une forme avec les 3 vertèbres. Elle forme une succession de sinusoïdes, de vagues qui ressemblent à la vibration énergétique de la nature. Và ngay cả khi nó dần sống theo đúng cái hình của cái con đường đi của sóng năng lượng vũ trụ, nhưng mà tại sao nó lại đúng theo cái nhịp điệu này mà nó không trật một nhịp? Nó trật một nhịp là gì? Tức là thay vì nó bắt đầu cái đường cong ở đây, nó lõm và xuống này nó lồi, bên đây nó lại lõm, xuống đây nó lại lồi. Chuyện gì xảy ra khi nó ngược lại? Tức là cái cuộc sống của chúng ta ở đây nó lồi, ở đây nó lõm, ở đây nó lồi. C'est tellement subtil. Alors la question se pose, je vais essayer de vous nous aider. C'est-à-dire là, c'est la structure physiologique de la personne avec ses 33 vertèbres qui sont disposées de telle manière que la courbe se fond comme la sinusoïde des vagues.
Que va-t-il se passer si les courbes s'inversent? C'est-à-dire, la courbe des cervicales se passe vers le bas, la courbe des vertèbres dorsales se font par le haut, la courbe des vertèbres lombaires se font par le bas. Si les courbes s'inversent, que va-t-il se passer? Bởi vì chúng ta biết rằng con người chúng ta đã qua hàng triệu triệu năm của sự tiến hóa và chậm lọc tự nhiên. Và quá trình tiến hóa và chậm lọc tự nhiên này nó phải select, tức là phải chọn lựa cái phương cách, cái tư thế, cái cấu trúc như thế nào để đem lại cái sự tốt đẹp nhất cho nó. Quand il y a la formation du corps, du fœtus par exemple, donc il choisit lui-même la forme qui va bien s'adapter. La forme est choisie dès l'embryon, dès la formation du fœtus. Donc c'est une forme naturelle qui se s'est choisie. Pourquoi? Dieu se le sait. Bởi vì ở bên trong cái đốt sống của chúng ta đó, bên trong đốt sống của chúng ta thì chúng ta có cái dịch, tức là chúng ta có tủy, tức là tất cả những cái tế bào máu nó được hình thành từ ở dưới lên, rồi nó có cái dịch não tủy nó cũng đi từ dưới này lên, nó có hai cái đường dây cáp, tức là dây thần kinh để truyền hết tín hiệu ra. Và nó có cả động mạch để dẫn máu đi nuôi dưỡng các cơ quan, nó có tĩnh mạch, tức là tất cả những cái hệ thống cáp chính, những cái hệ thống ống chính lớn nhất đều được nằm ở bên trong nó hết cả. Si l'on regarde bien la formation de la vertèbre, donc le sang s'accumule vers la fin, c'est-à-dire les vertèbres sacrales, le sacrum, au bout, et donc ça remonte. Avec donc deux grands cordons et la moelle épinière au milieu. Si vous regardez bien, bon, l'image a été passée, mais l'image de la vertèbre tout à l'heure, vous avez bien vu qu'il y a la moelle épinière et les deux cordons des deux côtés qui ramènent toute la nutrition dans tout le corps, des vaisseaux sanguins et tout, les nerfs, tout un paquet se trouve là. Và chúng ta biết rằng cứ mỗi một cái đốt sống như vậy, nó phải chịu trách nhiệm về vấn đề nuôi dưỡng, điều khiển và quản lý một cái phần cơ quan bộ phận trực tiếp dưới trướng của nó. Tout à l'heure avec la photo de la vertèbre, comme il y a tout, il y a les vaisseaux sanguins et les nerfs, donc chaque vertèbre elle-même doit s'occuper d'un organe particulier. Thành ra khi mà chúng ta nằm ở trên cái ván, khi chúng ta nằm trên một cái ván hay là trên cái nền cứng đó, thì chỉ có ba điểm nó được tiếp xúc với cái mặt phẳng là cái óp của mình, cái đoạn giữa của đốt sống lưng của mình và cái xương chậu, cái xương cùng mà thôi. Voilà, quand on s'allonge sur une plaque dure, par exemple un divan en bois, il n'y a que trois parties qui s'appuient directement sur le divan, c'est-à-dire une surface dure, c'est-à-dire notre tête, l'occiput, la partie centrale de la vertèbre, la courbe en bas là, et le sacrum. Donc ces trois parties-là s'appuient directement sur la partie dure du divan. Si l'on se couche sur un divan en bois, par exemple. Do vậy mà chúng ta thấy tất cả những cái năng lượng, tất cả những năng lượng của mình đều do cái sự chuyển hóa của thực phẩm và các cái nội tiết tố sản xuất ra, và nó đi từ ở dưới này, nó đi lên. Ngược lại, tất cả những cái lệnh điều khiển tín hiệu phát ra từ bộ chỉ huy trên não bộ, từ trên này nó đi xuống. Il faut comprendre que tous les vaisseaux sanguins qui nourrissiers, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui nourrissent tous les organes de notre corps, passent par le sacrum d'abord. Voilà, la flèche, c'est sur le sacrum, et remonte. Tandis que tout ce qui est des nerfs qui
qui dirige tous les mouvements, les activités et tout, par contre, partent du haut de la cervicale, des cervicales. Thành ra khi mà mình nằm trên cái ván thì toàn bộ cái khoảng giữa này nó được hở, hay nói đúng hơn là cái áp lực đè vào nó sẽ giảm thiểu tối đa, và cái sự di chuyển của tất cả những chất khí, những chất dịch, những chất dinh dưỡng nó được đưa từ ở dưới này lên tới trên này một cách dễ dàng, không bị cản trở. C'est pourquoi que quand on se trouve sur un plan dur, la partie après le sacrum est relevée, donc elle ne s'appuie pas, il n'y a pas de charge dessus, donc tous les nutriments passent du sacrum très facilement vers la partie centrale, parce qu'il n'y a pas d'appui et donc les vaisseaux ne sont pas écrasés, donc les nutriments passent plus facilement. Rồi khi nó tới đây nó bị cản trở một tí xíu thì nó lại tiếp tục, nó tích lũy lại, cái áp lực nó mạnh hơn và nó lại di chuyển qua cái đoạn này cũng được thông thoáng tự do, không bị chèn ép. Quand ils passent par la partie centrale où ils sont bien appuyés sur le plan dur du divan, ils ont été légèrement entravés, mais après sur la courbe qui est un peu plus soulevé, donc sans charge, donc il passe plus librement vers la partie haute. Và chúng ta nhìn thấy cái này nó giúp cho mình trả lời cái câu hỏi tại sao cái cuộc sống của chúng ta nó không cuốn, cũng cuốn theo chiều sóng biển, nhưng mà tại sao nó không cuốn ngược lại. Ceci explique bien pourquoi la morphologie de notre colonne vertébrale suit bien les amplitudes de la vague et non pas le sens contraire. Bởi vì chúng ta nhìn cái mép trước của cột sống mình thì mình thấy rằng ngay chính giữa cái chỗ mà mình nằm xuống đây thì ngang chỗ này nó chỉ có cơ hoành thôi. Nó chỉ có cơ hoành và nó chỉ có được cái khung xương ức của mình mà thôi, chứ nó không có cái gì khác hơn. Si l'on regarde bien entre les deux amplitudes de vague, la partie centrale, à cette partie-là, correspond uniquement au diaphragme, c'est-à-dire quelque chose d'assez léger et qui ne s'appuie pas sur cette partie centrale. Le diaphragme ainsi que le sternum, c'est tout, à ce niveau. Ça, c'est le dos, et donc le niveau devant, c'est le sternum. Et entre les deux, c'est le diaphragme, qui n'est qu'un muscle. Trong khi ở phần trước của cái khoảng lõm này, thì chúng ta thấy mình có gì? Phần trước của trong cái khoảng lõm này, mình có tim, có phổi, có cuốn bao tử, có gan, có mạch. Tandis que la partie haute, c'est-à-dire la partie surélevée de la première courbure là, vous avez l'équivalent de tous les organes vitaux, c'est-à-dire les poumons, le cœur, bien sûr, la bile, le foie, la vésicule biliaire, le foie, le pancréas. Còn ở cái phần trước của cái khoảng lõm dưới này thì chúng ta có gì? Chúng ta có ruột non, ruột già, có thận, có tử cung. Có tất cả những cái cơ quan để mà chuyển hóa chất dinh dưỡng của mình nằm ở ngay dưới này. Si vous regardez bien la deuxième courbure, la deuxième amplitude, ça correspond à la partie des intestins, des urétères, de la vessie, c'est-à-dire les organes de sécrétion. Do vậy mà khi cái chất dinh dưỡng, những cái dịch, những cái hormone và những cái năng lượng nó di chuyển từ ở dưới này nó đi lên ngang cái khoảng này, nó sẽ không bị cản trở và nó không bị bế tắc, do đó nó không ảnh hưởng gì nhiều đến tất cả các cơ quan nội tạng hay là các hệ thống phía trước này. Donc quand le nutriment passe du sacrum donc vers la partie centrale, la courbure ceci ne il ne rencontre le nutriment ne rencontre aucune pression, aucune charge. Donc, il n'entrave pas du tout la fonction sécrétoire des organes correspondants qui sont au-dessus. Cũng tương tự như vậy, khi nó di chuyển ở cái khoảng này, nó
cung cấp tất cả những cái dữ liệu thông tin và chất dinh dưỡng cho tất cả những cơ quan quan trọng phía trước của nó là tim, phổi, gan, bao tử vân vân, không bị cản trở, không bị giảm thiểu. Pareillement, donc la première grosse courbure, la première amplitude, donc correspond aux organes vitaux, c'est-à-dire le cœur, les poumons et tous les organes d'autres, le foie, le pancréas. C'est des organes vitaux, ce sont des organes vitaux, donc qui ne sont pas du tout, leur fonction n'est pas du tout entravée par la pression. Và khi mà nó bị dừng lại, chậm lại ở cái khoảng mà nó tiếp xúc này, thì nó không ảnh hưởng gì tới các cơ quan ở mép trước, bởi vì nó không có những cái cơ quan gì quan trọng ở phía trước này cả. Quand la pression se fait vers le niveau central là, la pression est entravée en charge, donc, mais heureusement, donc devant, il n'y a aucun organe vitaux, aucun organe vital. Cũng tương tự như vậy, tất cả những thông tin, tín hiệu, điều khiển, kiểm soát từ não bộ gửi xuống ngược lại thì nó cũng giống